Hôm nay con về nước phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn đốt nước thắp nén tâm hương chiên bông, con nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà con trên Zalo cũng như trên kênh, bà con cô bác đã ủng hộ phẩm vật để con có điều kiện đi phụng sự Tam Bảo. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho ai có cái lòng hảo tâm ủng hộ, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, mọi chuyện đều thuận lợi, may mắn cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đức Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy Đức Mẹ Phật Bà, con kính lạy năm mẹ ngũ hành, con kính lạy các vị long thần long tiên hộ miếu. Hôm nay con về miếu phụng sự Tam Bảo, chiên bông, châm dầu đốt đèn đốt nước, cúi xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành, xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành đem công đức này hồi hướng cho bà con đã ủng hộ phẩm vật để con có điều kiện phụng sự Tam Bảo. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con, ai có cái lòng ủng hộ thành tâm, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi, tai qua nạn khỏi, có cái lộc may mắn hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà con trên kênh Thần Tài Giải Trí của con cũng như trên kênh Giác La Lợi Quy Lắc, mọi người có cái lộc may mắn hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Thần Tài Giải Trí cũng như xem kênh Giác Lợi Quy Lắc. Hôm nay giác lợi về miếu phụng sự Tam Bảo nè, chân bông, châm dầu đốt đèn rót nước. Giác lợi có nhận nhiệm vụ là chân ngũ quả trên miếu bà, trả bà về chú xứ. Xong rồi giác lợi cũng thỉnh bông về miếu, cây bồ đề đây giác lợi cũng chân, chân bông, châm dầu đốt đèn. Giác lợi sẽ thỉnh dầu nhang đèn về miếu cúng. Giác lợi nguyện đem công đức này hồi hướng cho ai đã ủng hộ giác lợi có điều kiện, có phước đức nhân duyên, được duyên lành phụng sự Tam Bảo, đều được thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi. Giác lợi cũng đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà chư vị thần linh. Xong rồi giác lợi xin cho bà con một khẩy sâm ha, một khẩy sâm may mắn. Hôm nay giác lợi chân bông, giờ này cũng trưa rồi, giác lợi còn chạy một chỗ nữa. Giác lợi nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay với lòng thành kính, con phát danh nhân vụ phát tự giác lợi về miếu phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn đốt nước chân bông. Con nguyện xin mẹ Phật Bà, xin năm mẹ ngũ hành ban cho con một cây sâm may mắn, một cây sâm tài, một cây sâm lộc, giúp cho bà con có khai lộc may mắn ngày thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành cho con xin tặng một cây sâm tài, một cây sâm lộc, một cây sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Lắc được cái cây sâm bước xuống rồi nhé. Nhất lời quay vào tông, nhất lời trình lễ Đức Mẹ Phật Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số cây sâm con vừa lắc ra được. Con quay vào trong, con trình lễ, con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, con xin năm mẹ ngũ hành điểm chỉ độ ban cho cái số trong cây sâm này ngày thứ năm trùng khớp với Đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, đêm có miền Bắc, miền Trung, ngày 7 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch, tháng Canh Thân. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, xin năm mẹ ngũ hành độ cho. Nam mô A Di Đà Phật, cho bà con trên kênh của con có cái lộc. Con nguyện đem công đức phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn rót nước, thỉnh bông chân bông hồi hướng cho tất cả bà con cô bác, mọi người đều được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số con xin đón nhận là số 12, số 12. Con xin ghép vào là năm 12, năm 21, năm 12, năm 21, cho ngày thứ năm Đại Tịnh Ninh, An Giang, Bình Thuận. Con xin Đức Mẹ Phật Bà điểm chỉ độ cho năm 12, năm 21. Bà con lưu ý ha, sâm là có âm có dương ha, bị sâm úp ha, cho nên bà con lưu ý dùm cho giác lợi là năm 12, năm 21 ha, Đại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận nha, riêng có miền Bắc, miền Trung, bà con nào ở đâu thì tham khảo ở đó, năm 12, năm 21 dùm cho giác lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Mẹ Phật Bà điểm chỉ ban cho và cho con xuống
Con xin chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà, đất đai nhân trạch, chư vị sơn thần thổ địa, bên gia bên tướng của bà một thêm một cái xăm mới để cho bà con có thêm cái sự lựa chọn cũng như tham khảo thêm. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng quỳ xuống xin chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà, đất đai nhân trạch, chư vị sơn thần thổ địa, hai bên tà hữu mấy bà phía dưới đây, ông bà tà, con nguyện xin các ngài hôm nay con về miếu phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn rót nước chưng bông, con nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà con cô bác trên kênh thành tài giải trí cũng như trên kênh giác lợi của con, mọi người thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Xin nguyện cho ai đã ủng hộ con có được điều kiện để đi thỉnh bông nhang dầu đèn cũng như cúng ngũ quả bên miếu bà chú xứ, mọi người đều được cái lộc may mắn, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an và làm ăn luôn gặp nhiều thuận lợi, có tài có lộc may mắn. Con nguyện xin chư vị độ ban cho con xin đặng một thể sâm tốt, một thể sâm lộc, một thể sâm để giúp cho bà con ai cũng đều được cái lộc từ số thể sâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin ông bà độ ban cho một thể sâm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Xăm nằm ngửa lên luôn ha, chứ là xăm nằm ngửa lên rất là quay vào công, rất là kinh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà đất đai nhân trạch. Xin chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, chư vị sơn thần thổ địa, ông bà tà, xin độ cho số thầy xăm này có phải lộc ngày thứ năm đại tỉnh Ninh, An Giang, Bình Thuận, đến có miền Bắc, miền Trung. Con xin ông độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thầy xăm may mắn này, con cũng xin ông điểm chỉ ban giúp cho bà con có được cái lộc ngày thứ năm đại tỉnh Ninh, An Giang, Bình Thuận, đi có miền Bắc, miền Trung, giúp cho bà con trên kênh của con ai cũng đều được cái lộc may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Số thầy xăm là số 45 năm 45 nghe bà con. Con xin để vào trong ngay chỗ ông ta, xin ông điểm chỉ độ ban cho giúp cho bà con cô bác có đi cái lộc, bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Con xin chư vị thần linh, xin ông địa, ông thần tài, xin ông điểm chỉ ban cho giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn. Số thầy xăm là 545. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi con cũng xin đón nhận số thầy xăm. Con xin hồi số thầy xăm xuống, xin chư vị đậu cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mến chào bà con cô bác ha. Hôm nay giác lợi thành tâm cũng thỉnh bông nhang dầu đèn về miếu phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn đốt nước, xin được cái lộc chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông sơn thần thổ địa cũng như ông bà đất đai nhân trạch, ông bà tà. Số thầy xăm là 45 nằm ngửa lên, giác lợi xin ghép vào là 545, thì bà con nào hợp số nào thì mua số đó ha, 545. Còn ở trên Đức Mẹ Phật Bà giác lợi xin được là số 12, giác lợi ghép cho bà con là 512, 521, vì số thầy xăm trên Đức Mẹ Phật Bà là xăm ức ha, cho nên bà con lưu ý dùm cho giác lợi ha. Giác lợi xin để vào trong bắt hồi lại bà con cô bác quan hỷ dùm. Hôm nay giác lợi xin Đức Mẹ Phật Bà được số thầy xăm là 521, 512 ha. Giác lợi ghép cho bà con là 521, 512, do ngày thứ năm xăm này xăm ớt cho nên giác lợi là nguyện là 512, nhưng bà con cô bác anh chị em nhớ ghép dùm cho giác lợi là 521 ha, 512 hoặc là 521 dùm cho giác lợi ha. 521, 512 đầy tỉnh Ninh, An Giang, Bình Thuận nó rất là đẹp nha bà con. 512 và 521 bà con cố gắng có thể tìm mua tờ giấy số, biết đâu cái phước đức nhân duyên mình cái lộc bà ban thì mình sẽ được cái lộc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng nguyện đem công đức phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn rót nước và thỉnh bông về miếu chân này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng mới về chân bông xong nè, giác lợi cũng mới về chân bông xong luôn bà con thấy không, mới về chân bông xong luôn. Giác lợi xin cái lộc cho bà con, giác lợi còn để bông nữa cả, giác lợi đi tiếp. Cũng trưa rồi, giờ cũng 9-10 giờ rồi, giác lợi cũng nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho tất cả bà con cô bác anh em đều thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều may mắn. Giác lợi có thỉnh ngũ quả về miếu bà chú xứ, giác lợi trả lễ cho bà con, có nhờ giả giác lợi cũng thành tâm giác lợi trả lễ. Còn dư ra thì giác lợi sẽ thỉnh nhang dầu đèn, thì giác lợi cũng mong rằng bà con cô bác cũng quan hỷ dùm, giác lợi sẽ thỉnh nhang dầu đèn để phụng sự Tam Bảo ha. Mong rằng bà con cô bác sẽ được cái phước đức nhân duyên này mà may mắn làm ăn mọi chuyện được thuận lợi,
Giác Lợi xin chào, chúc tất cả bà con cô bác anh chị em là may mắn cát tường. Nam mô A Di Đà Phật.